chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình Luật pháp và Xã hội trên đài SBTN. Hôm nay quý vị sẽ được tiếp chuyện cùng với luật sư Trần Văn Hòa. Và xin kính chào luật sư Hòa. Vâng, xin chào Ái Vân và xin chào quý vị. Tiện đây chúng tôi cũng thường hay nhắc là khi chúng tôi nói chuyện về luật di trú thì nó bao gồm cho tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ. Còn khi mà nói những cái luật khác thì đó là luật của California mà thôi. Và thêm một điều nữa là giữa chúng tôi với quý vị không có một sự ràng buộc của người luật sư và một người thân chủ. Bởi vậy khi mà quý vị có những vấn đề gì, quý vị cần nên liên lạc với chúng tôi hoặc những văn phòng luật sư khác để mà mình chắc chắn nên làm một cái chuyện gì. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi sẽ nói về vấn đề di trú. Nói về vấn đề di trú thì rất là nhiều người muốn sang Hoa Kỳ để di trú ở để định cư ở Hoa Kỳ luôn luật sư. Thì nói về vấn đề định cư thì ở nước Việt Nam chúng ta đã về vấn đề nhân quyền thì và có nhiều người họ không có được là tiếng, họ không có được những tiếng nói nên họ muốn sang đây để tị nạn chính trị. Thì không biết khi mà họ muốn tị nạn chính trị thì như vậy thì họ phải làm cách nào để sang được Hoa Kỳ vậy luật sư Hòa? Vâng, thưa Ái Vân và quý vị, trên cái phương diện mà về tị nạn thì thật sự nó có nhiều khía cạnh. Thường mình chỉ nghe là tị nạn chính trị thôi, nhưng mà thật sự nó còn tị nạn trên vấn đề tôn giáo, trên vấn đề chủng tộc, trên vấn đề những cái hội đoàn thế này thế kia. Nhưng mà thường là mình hay nghe nói vấn đề tị nạn chính trị. Trở lại câu hỏi của Ái Vân về vấn đề tị nạn chính trị, thì thí dụ bây giờ mình làm cái chuyện gì đó trong nước, mình nhập cho một cái đảng dân chủ, hoặc là không cần phải quá mạnh như vậy, có thể là những người biểu tình chống Trung Cộng về vấn đề Trường Sa Hoàng Sa mà bị nhà nước Cộng sản Việt Nam gọi lên làm việc, thì mình có thể là sẽ bị truy tố, có thể bị bắt. Bởi vậy nếu mà những người đó mà có cách nào mà bước chân vào đường nước Mỹ thì mình nạp đơn xin tị nạn chính trị liền, thì cái hy vọng của mình nó thành công là rất là cao. Còn nếu mà mình đợi là lâu, tôi cũng giúp một số trường hợp, có trường hợp thì nếu mà mình nộp đơn liền thì dễ thành công, có trường hợp mà đợi sau một năm mình nạp đơn thì nó sẽ rất là khó thành công hơn. Và trở lại cái vấn đề mà tị nạn chính trị ở trong nước, mình thấy ở trong nước có những cái điều khoản nó rất là vu vơ, rất là mù mờ, rất là khó hiểu. Thí dụ như tôi được biết là giống như cái đạo luật gọi là 258 thì nói là làm một cái vấn đề gì mà nó ảnh hưởng đến vấn đề tự do về dân chủ thế này thế kia, như thế cũng bị bắt, cũng bị cầm tù. Bởi vậy nếu mà quý vị mà nằm trong những cái trường hợp đó, mà đặc biệt là được những cái tờ giấy mời, bị được hoặc là bị, tùy mình suy nghĩ, để mà gọi lên công an để làm việc, thì chúng ta nếu mà có thể cách nào bước trong nước Mỹ đi một cách du lịch, hay là có thể đi qua một nước thứ ba, Campuchia, Thái Lan, rồi từ đó mình kiếm cách nào mình vào nước Mỹ, mình vào một cách bất hợp pháp cũng không sao, vào được nước Mỹ là mình xin nạp giấy tờ để mà xin tị nạn chính trị. Thì nếu mà mình xin thì họ sẽ cứu soát hồ sơ chúng ta, có thể trong vòng 60 ngày họ sẽ cứu soát hồ sơ chúng ta, người ta phỏng vấn. Nếu mà mình đậu thì mình có thể được quy chế là tị nạn chính trị, rồi một năm sau đó là mình có thẻ xanh. Rồi khi mình họ đã chấp nhận cho mình rồi đó, thì nếu mà có vợ chồng mà dưới vợ chồng là được đi theo cái hồ sơ của mình, hoặc là con cái dưới 21 tuổi thì cũng được theo hồ sơ của mình đó, Ái Vân. Và khi chúng ta kiếm một người luật sư để lo về vấn đề tị nạn chính trị cho chúng ta thì chúng ta phải kiếm riêng một người luật sư nào biết lo về vấn đề này, hay là luật sư nào cũng lo được vấn đề này vậy luật sư Hòa? Vâng, thưa Ái Vân và quý vị, thì khi mà nói về vấn đề tị nạn chính trị thì nó tương đối, mới nghe thì nó tương đối nó dễ, nhưng mà thật sự nó cũng khá là phức tạp. Bởi vậy nếu mà quý vị nên kiếm những luật sư mà chuyên môn làm về vấn đề di trú thì người ta sẽ nắm vững cái câu chuyện hơn. Còn nếu mà mình kiếm một luật sư thông thường mà mình làm hồ sơ thì có thể nó sẽ không có chính xác, mà làm nó không có đúng theo cái procedure, cái kiểu cách, rồi mình nạp những cái vấn đề evidence, bằng chứng, thì có thể cái hồ sơ mình sẽ rất là khó thành công đấy, Vân. Nếu như về phương diện này là về vấn đề nhân quyền thì những người luật sư thì họ có quyền là nhận tiền lệ phí của những người xin tị nạn không về luật sư Hòa? Vâng, thưa Ái Vân, thì nếu mà mình nhờ đến luật sư thì luật sư họ có quyền họ charge tiền để mình, cái đó là cái công của họ để mà họ giúp cho mình trên cái vấn đề mà xin về vấn đề tị nạn chính trị đó, Ái Vân. Còn không biết tiền lệ phí đóng cho sở USCIS, sở di trú thì không biết là lệ phí bao nhiêu về luật sư Hòa? Thưa Ái Vân và quý vị, thường là trên vấn đề về tị nạn chính trị thì thường những bộ đơn này thường là không có bị mất tiền, bởi vì họ biết là mình tị nạn thì mình bỏ nước mình chạy đi thì mình chỉ mang cái thân, giống như kiểu gọi là bỏ của chạy lấy người. Thành ra thường mà những cái đơn mà xin vấn đề tị nạn về chính trị thì thường không phải đóng tiền đó, Ái Vân. Và một hồ sơ tị nạn như vậy thì kéo dài bao lâu về luật sư Hòa? Vâng, thưa Ái Vân và quý vị, nếu mà hồ sơ chúng ta đầy đủ, chúng ta nộp vô thì trong vòng 2 tháng là người ta gọi mình đi phỏng vấn. Rồi nếu mà hồ sơ mình đã đầy đủ thì trong vòng 30 ngày ta sẽ cho mình kết quả rồi.
rồi như thế là mình người ta đã cho mình cái quy chế gọi là tị nạn chính trị rồi. Rồi sau đó là 1 năm sau thì mình mới có quyền xin cái xin cái thẻ xanh cho mình. Nhưng mà khi mà hồ sơ của mình nói đến hồ sơ đầy đủ nạp vô là trong khi mà thành công thì có thể là lẹ, có thể là 3 tháng là đã xong rồi. Rồi khi mà xong một cái đó là mình có thể lại nạp thêm cái bộ đơn nữa để bảo lãnh vợ hoặc là chồng mình ở bên nước ngoài vô nước Mỹ cũng đi theo cái quy chế tị nạn chính trị với mình. Rồi con của mình mà dưới 21 tuổi cũng được đi theo cái vấn đề tị nạn chính trị của mình đấy Vân. Thành ra từ lúc nạp đơn mà đến lúc mà họ chấp nhận thì có lẽ lẹ là có thể là 3 tháng. Mà nếu mà hồ sơ của mình mà thiếu đầu thiếu đuôi, nhiều khi nó kéo dài cả 3 năm cũng chưa xong đấy Vân. Còn nếu trong trường hợp mà nếu vợ con chúng ta bị nhà nước bên Việt Nam giữ bắt thì không biết nhà nước Hoa Kỳ có giúp đỡ gì không về luật sư Hoàng? Vâng, thưa Ái Vân và quý vị, nếu mà mình mà bị trường hợp mà bị chính quyền Việt Nam mà họ bắt bớ thân nhân của mình thì mình cách tốt nhất thì mình phải liên lạc với lại những người đại diện trong khu vực của mình, hoặc là mình có thể liên lạc thẳng với bên sở di trú để họ cứu xét cho mình. Nhưng mà thường tôi thấy một số trường hợp thì thường những người mà vợ con trong nước thì họ cũng không có đánh động tới nhiều, bởi vì cái người chính, thí dụ một người chính tôi giúp đỡ là thí dụ như vấn đề mình đi biểu tình chống Hoàng Sa Trường Sa thì chỉ có ông chồng ông biểu tình thôi, còn nhà bà vợ hoặc những con nhà thì không có biết đến cái vấn đề đó. Đôi khi chính phủ họ cũng hăm dọa, họ cũng làm thế này thế kia, nhưng mà không đến nỗi là họ họ bắt vợ con của mình. Những trường hợp đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà tôi chưa biết đến cái vấn đề đó. Bởi vì nếu mà mình đụng những chuyện này thì mình phải liên lạc, nếu mình có luật sư thì liên lạc với luật sư của mình để luật sư của mình biết cách mà thông báo với sở di trú, hoặc là những người làm trong chính quyền ở cấp khu vực của mình, hoặc là những người rep của liên bang, những người representative hoặc là những người senator của tiểu bang của liên bang của mình, để mình đánh động cái vấn đề đó lên để người ta cứu xét cái hồ sơ của mình. Bởi vì chúng ta thấy là những người trong nước, những blogger, những người viết bất đồng chính kiến trong nước, thường những người mà không có nổi tiếng thì chính phủ Mỹ họ không biết tới, và những người mà nổi tiếng được nhiều người biết tới thì mình kêu gọi chính quyền Mỹ thì chính quyền Mỹ họ sẽ tiếp xúc để mà họ họ dàn xếp câu chuyện, thì có thể những người trong nước đó có thể là họ sẽ được đi dễ dàng hơn đấy Vân. Và trong thời gian chúng ta đang đợi nhà nước chấp chúng ta thì không biết hay là nhà nước có cho chúng ta, sở di trú Mỹ Hoa Kỳ có cho chúng ta những cái working visa để chúng ta làm việc cho 1 năm trời không phải luật sư Hòa? Vâng, thưa Ái Vân và quý vị, khi mà cái hồ sơ của chúng ta mà nạp vô rồi đó thì trong vòng 6 tháng là mình có thể mình xin cái work permit, tức là mình được quyền xin cái giấy để đi làm của nước Mỹ, thì họ sẽ cho mình cái giấy để đi làm trong cái hồ sơ họ đang cứu xét hồ sơ của mình. Tại hồ sơ mình có khi nó lẹ 3 4 tháng nó xong, mà có khi nó thiếu cái này thiếu cái kia, người ta đòi bằng chứng này bằng chứng nọ, có thể nó kéo dài ra vài năm không chừng. Tại vì đôi khi có một số người không có bằng chứng gì cả, chỉ khai miệng không thôi, thành ra khó thuyết phục cho sở di trú người ta tin cái hồ sơ của mình. Thí dụ mình nói là bị nhà nước chính quyền Cộng sản Việt Nam bắt bớ cầm tù hăm hăm dọa chuyện này chuyện kia, mà mình không có giấy tờ, không có hình ảnh, không có gì cả, mình chỉ khai miệng không, thì cái hồ sơ mình nó sẽ rất rất là yếu. Như vậy thì hồ sơ sẽ bị kéo dài hồi lâu đó Ái Văn. Nãy luật sư có nhắc về vấn đề tị nạn, có tị nạn tôn giáo trong đó thì luật sư có thể cho biết là những tôn giáo gì như là đạo Công giáo, đạo Phật giáo hay là đạo nào vậy luật sư? Vâng, thưa Ái Văn và quý vị, thì đối tình hình trong nước bây giờ thì tương đối những cái đạo lớn thì nhà nước Cộng sản Việt Nam họ cũng không có đánh động tới nhiều, cũng có thí dụ như những tôn giáo lớn mình nói Phật giáo, rồi thì Thiên Chúa giáo, Công giáo, Tin lành, rồi có thể là Hòa Hảo hoặc là Cao Đài, thí dụ như vậy. Nhưng mà những cái nhóm đặc biệt chúng ta là nghe thấy những cái nhóm Tin lành nhỏ nhỏ, hoặc là những cái giáo phái nhỏ nhỏ mà mới truyền giáo ở trong nước, thường là sẽ bị bắt bớ hoặc là bị cấm, hoặc là xin giấy phép, không có cho giấy phép để mà giảng đạo, thí dụ như vậy. Mình tụ tập thí dụ 10 người hay là 5 người, nhiều khi mình phải xin giấy phép. Họ làm khó dễ mình, mà nếu mình không nghe thì họ sẽ bắt bớ cầm tù mình, thí dụ như vậy. Hoặc là cả những cái chi chi nhánh nhỏ về bên bên Phật giáo thì chúng ta biết là có rất là nhiều là cái môn phái, những cái hướng đi để mà họ họ đi tu như vậy. Thành ra những cái giáo phái nhỏ cũng có thể là bị làm khó dễ. Bởi vậy những cái người tu sĩ đó khi mà đặt chân nước Mỹ thì cũng xin vấn đề tị nạn trên vấn đề tôn giáo, thì đương nhiên là hồ sơ nào mình cũng phải chứng minh là mình bị chính phủ Việt Nam, Cộng sản Việt Nam theo dõi, hoặc là bắt bớ, hoặc là hăm dọa. Thì như thế là mình có thể mình sẽ thành công mà đi được đấy Vân. Rồi ngoài cái vấn đề mình nói chuyện là chính trị, rồi vấn đề tôn giáo,
Rồi ngoài ra nữa là vấn đề về về club, về social, tức là mình vào trong những hội đoàn nào đó mà chính quyền Cộng sản Việt Nam họ không có chấp nhận, họ cũng cũng hăm dọa, họ muốn đàn áp mình, hoặc là mình nói ngay cả cái vấn đề, thí dụ vấn đề trong nước, mình nói cái vấn đề đồng tình luyến ái, thí dụ như vậy. Nhiều khi ở trong nước những làng xã xa xôi, nhiều khi bị những cái người đó làng xã hàng xóm họ 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 đánh phá mình mà không có được công an, không được chính quyền nhà nước để mà bảo vệ quyền lợi của mình, thì cái đó cũng là một cái lý do có thể mình cũng xin chính trị tị nạn trên vấn đề đó nữa đấy Vân. Và những hồ sơ như vậy là thời gian có khác nhau không phải luật sư, giữa hồ sơ chính trị, tị nạn chính trị, tị nạn tôn giáo luật sư? À, thưa Ái Vân và quý vị, thì cái trên vấn đề thời gian này nó cũng không có khác nhau, nó cùng nộp vô một cái tờ đơn, nhưng mà trong cái tờ đơn đó mình sẽ đánh vô những cái mốc nào, trong những cái ô nào, thì nó có 5 ô. Ô này là tôi xin tị nạn chính trị, ô này là tị nạn về tôn giáo, này tị nạn trên vấn đề xã hội, về các club, các hội đoàn, hoặc là trên vấn đề về về đồng tình luyến ái, thì như vậy. Nó có từng cái ô để mà mình đánh vô, rồi mình sẽ giải thích câu chuyện của mình tại sao mình sợ trở về nước Việt Nam mà mình muốn xin tị nạn ở lại nước Mỹ đó Ai Vân. Và xin lỗi luật sư, chúng ta xin tạm dừng trong giây lát và xin quý vị đừng làm sóng SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.